Xin chào tất cả các bạn, tôi là Reading Wikipedia. Rất nhiều các thông tin cho rằng khi ký kết hiệp định biên giới với Trung Quốc, Việt Nam đã bị lép vế và mất rất nhiều đất. Ý tôi là đang nói trên đất liền. Vậy sự thật có phải như thế không? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề vấn đề lãnh thổ biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước diễn ra từ năm 1951 cho tới nay, bao gồm cả tranh chấp biên giới trên bộ và trên biển, xuất phát từ cách nhìn nhận khác nhau của hai bên về Công ước Pháp Thanh 1887 giữa Pháp đại diện cho Việt Nam và Thanh đại diện cho Trung Quốc. Trên bộ, tranh chấp xảy ra trên nhiều mảnh lãnh thổ nhỏ dọc biên giới với tổng diện tích khoảng 60 km². Trong những năm 1951, năm 1975, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bác bỏ những tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ trên bộ và trên biển. Từ năm 1976, chính quyền Việt Nam Thống Nhất thể hiện lập trường tương tự. Tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia là một trong những nguyên nhân góp phần làm xảy ra cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Năm 1999, hai nước ký kết hiệp định biên giới, theo đó giải quyết tranh chấp trên 227 km biên giới, với kết quả mỗi bên nhận xấp xỉ 50% diện tích có tranh chấp. Đầu tiên, để hiểu được rõ về việc phân chia biên giới, chúng ta sẽ đi tìm hiểu Công ước Pháp Thanh năm 1887. Công ước Pháp Thanh năm 1887 hay còn gọi có tên là Công ước Constat 1887, tên đầy đủ là Công ước về việc phân định biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Kỳ, thực hiện giữa Pháp và nhà Thanh vào ngày 26 tháng 6 năm 1887 nhằm thi hành điều khoản 3 của Hòa ước Thiên Tân 1885 mà hai bên đã ký năm 1885. Nội dung của công ước này nhằm phân chia lại đường biên giới giữa Bắc Kỳ, khi đó là thuộc địa của Pháp, và Trung Quốc. Bản đồ địa giới phía Bắc Kỳ năm 1879, tức 8 năm trước, Công ước Pháp Thanh lấy sông Dương Hà, nay là sông An Nam Giang, hay gọi là Phòng Thành Giang, chảy ra Phòng Thành Dịch Cảng, làm biên giới giữa tỉnh Quảng Yên và tỉnh Quảng Đông. Sau năm 1887 thì biên giới chuyển xuống phía Nam, lấy cửa sông Bắc Luân, có nghĩa là sông Ca Long, ở Hải Ninh, Móng Cái làm địa giới. Trong quá trình hai bên tiến hành phân chia đường biên giới, đại diện nhà Thanh là Lý Hồng Chương đã nói với Đô đốc Pháp: nước Pháp đã đạt được nhiều quyền lợi khi chiếm được Bắc Kỳ, một nước chư hầu của Trung Hoa 600 năm nay. Việc này là nhờ trung gian giữa tôi. Nó đã gây cho tôi nhiều phiền phức. Tôi nghĩ rằng một sự đền bồi dưới dạng nhượng vài vùng đất nhỏ trên vùng biên giới là cần thiết. Pháp nghe nói và cũng muốn để cho Trung Hoa công nhận sự chiếm đóng Bắc Kỳ của Pháp và không gây khó khăn, nên đã nhân nhượng và thực hiện cắt một số đất đai ở Hà Giang và Quảng Yên giao cho nhà Thanh. Về nội dung chính, biên giới trên đất liền. Biên giới Việt Nam-Trung Quốc thay đổi sau các công ước Pháp Thanh làm Việt Nam mất dần vùng đất Tụ Long. Các phần đất Việt Nam thuộc Quảng Yên, Quảng Ninh bị mất về Trung Quốc sau các công ước Pháp Thanh 1887 và 1895 là các xã Bắc Nham, Hoàng Mộng, Tuy Lai, Nật Sơn, Thượng Lại, Cổ Hoàng và Vũ Khê thuộc Tổng Bát Trang, cùng với xã Kiến Duyên, Đồng Tông thuộc Tổng Kiến Duyên, Phủ Hải Ninh, Mũi Bạch Long hay Mũi Bạch Long Vĩ thuộc xã An Lương, cùng các làng Mễ Sơn, Vạn Vĩ, Mi Sơn, Tổng Hà Môn, Phủ Hải Ninh trên các bản đồ sau năm 1887 đã bị cắt cho Trung Quốc. Thứ nhất, cắt 3/4 đất Tổng Tụ Long thuộc tỉnh Hà Giang có diện tích là 750 km² cho tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thứ hai là cắt 9 xã rưỡi thuộc Tổng Kiền Duyên và Bát Tràng thuộc tỉnh Quảng Yên cho tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Biên giới trên biển, các đảo ở phía đông của đường kinh tuyến đông 105 độ 43 phút Paris, có nghĩa là đường thẳng Bắc Nam đi qua đông điểm của đảo Trà Cổ và tạo thành đường biên giới, thì thuộc về Trung Quốc. Việc thực thi, sau khi những nhượng bộ của Pháp dành cho Trung Quốc về đường biên giới trên đất liền và biển, việc thực thi được thực hiện bởi đại diện của hai bên là Ernest Contat, đặc sứ của Cộng hòa Pháp tại Trung Hoa, và Hoàng Thân Kinh, Chủ tịch Tổng lý Nha Môn nhà Thanh, ký tên trong biên bản những chi tiết sau đây để giải thích dứt khoát sự phân định đường biên giới. 1. Các biên bản và các bản đồ kèm theo đã được các ủy ban Pháp chung thiết lập và ký tên thì được công nhận. 2. Các điểm mà tại đó hai ủy ban đã không thể giải quyết
và những sửa đổi được phê duyệt qua phần 2 của Công ước 9 tháng 6 thì được giải quyết như sau. Tại Quảng Đông, hai bên thỏa thuận rằng những điểm tranh chấp ở về phía đông và phía đông bắc Móng Cái, những điểm này ở phía bên kia của đường biên giới đã được Ủy ban phân định xác định thì chúng được giao cho Trung Hoa. Những hòn đảo trong vịnh Bắc Bộ, tức vịnh Tonkin, ở về phía đông của đường kinh tuyến Paris 105 độ 43 phút kinh đông, có nghĩa là đường thẳng Bắc Nam đi qua đông điểm đảo Trà Cổ và tạo thành đường biên giới giữa Đại Thanh Trung Quốc và xứ Bắc Kỳ thuộc Pháp, cũng được giao cho Trung Hoa. Các đảo Gô Thô hay là đảo Cô Tô và những đảo khác ở về phía tây của đường kinh tuyến này thì giao cho Bắc Kỳ. Hiệp định được thực thi của hai bên gồm có các tài liệu. Thứ nhất là nội dung bản công ước. Thứ hai là bản đồ phân định lãnh hải khu vực vịnh Bắc Bộ giữa Bắc Kỳ và Quảng Đông. Thứ ba là bản đồ phân định lãnh thổ giữa Bắc Kỳ với Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam. Trên các bản đồ phân định có chữ ký đại diện của hai bên. Bên góc trái là của Pháp, bên góc phải là của Trung Hoa. Nội dung công ước. Trên biên giới của tỉnh Vân Nam, hai bên thỏa thuận là con đường phân giới sẽ được vạch như sau. Từ cẩu đầu trại trên tả ngạn sông Tiểu Đỗ Chú Hà, điểm M của bản đồ đoạn thứ 2, đường biên giới chạy thẳng từ Tây sang Đông khoảng 50 dặm, tương đương với 20 km, dành cho Trung Quốc, các vùng Tụ Nghĩa Xã, Tụ Mỹ Xã, Lương Phì Xã, Nghĩa Phì Xã là những vùng nằm ở phía Bắc đường biên giới, và dành cho An Nam, vùng Hữu Bằng Xã nằm ở phía Nam đường phân giới cho đến các điểm P và Q trên bản đồ kèm theo. Những nơi mà biên giới gặp hai nhánh của chi lưu thứ hai bên phải của sông Hắc Hà hay Đổ Chiếu Hà. Từ điểm Q, đường biên nghiêng về phía đông nam khoảng 15 dặm, tương đương với 6 km đến điểm R, để cho Trung Quốc vùng Nam Đơn ở phía bắc điểm R. Rồi từ điểm này nó sẽ ngược lên đông bắc tới điểm S theo hướng vạch trên bản đồ bởi đường R đến S, để lại cho An Nam dòng sông Nam Đăng Hà. Các vùng Nam Man Mỹ, thôn Mường Động Trung, Mường Động Sơn, thôn Mường Động Thượng, thôn Mường Động Hạ, bắt đầu từ điểm S thôn Mường Động Hạ đến điểm T chỗ hợp lưu sông Lô, đường giữa sông Thanh Thủy Hà là đường biên giới được thỏa thuận. Từ điểm T, đường biên giới được đánh dấu bằng đường giữa trung tuyến sông Lô đến điểm X ngang với thuyền đầu. Từ điểm X, đường biên giới ngược lên phía bắc đến điểm Y, chạy qua Bạch Thạch Giai và Lão Ải Khảm. Một nửa của mỗi khu vực trong hai khu vực này thuộc về Trung Quốc và An Nam. Phần phía đông thuộc về An Nam, phần phía tây thuộc về Trung Quốc. Bắt đầu từ điểm Y, đường biên giới chạy theo hướng bắc, men theo hữu ngạn của chi lưu nhỏ bên trái của sông Lô. Chi lưu này đổ vào sông Lô ở giữa Thiên Bảo Kha và làng Bắc Bảo, là đường biên giới chạy tiếp đến Cao Bá Mạch, Mã Bạch, điểm Z, nơi mà nó nối vào đoạn thứ 3. Bắt đầu từ đoạn thứ 5, biên giới chung của Vân Nam và nước An Nam đi ngược dòng sông Lũng Po Hà đến chỗ hợp lưu với sông Steng Cho Heo, được đánh dấu là A trên bản đồ. Từ điểm A, đường biên giới theo hướng Trung Đông Bắc xuống Tây Nam cho đến điểm đánh dấu B trên bản đồ, nơi mà sông Manchuang đổ ra sông Sai Ca Ho. Trên đoạn biên giới này dành cho Trung Quốc dòng sông Steng Cho Ho. Từ điểm B, đường biên giới đi hướng Đông Tây cho đến điểm C, nơi mà nó gặp sông Teng Treo Choa ở dưới Ta Chong Cho. Phần phía nam đoạn biên giới này thuộc về nước An Nam. Phần phía bắc đoạn này thuộc về Trung Quốc. Từ điểm C, nó xuôi dần xuống phía nam theo giữa sông Trang Trao Choang cho đến điểm D, nơi hợp lưu của sông này với sông Xin Tê Ho. Sau đó, đường biên giới chạy theo sông Xin Tê Ho khoảng 30 dặm và tiếp tục chạy theo hướng đông tây cho đến điểm E, nơi mà nó gặp con suối nhỏ chảy vào sông Đà ở phía đông, bến phà Mèng Phang. Đường ở giữa suối này dùng làm biên giới từ điểm E đến điểm S. Bắt đầu từ điểm F, đường giữa sông Đà dùng làm biên giới đi về phía tây. Chính quyền địa phương Trung Quốc và các viên chức do Tổng sứ Cộng hòa Pháp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ chỉ định sẽ được giao trách nhiệm tiến hành việc cắm mốc theo đúng các bản đồ do Ủy ban hoạch định biên giới vẽ và ký, và theo đường biên giới nói trên. Kèm theo văn kiện này có 3 bản đồ, mỗi bản đồ làm thành 2 bản, được hai bên ký tên và đóng dấu. Trên các bản đồ này, đường biên giới mới được vẽ thành một đường đỏ và ghi trên các bản đồ của Vân Nam bằng chữ
cái tiếng Pháp và các tên hàng Can Chi Trung Quốc. Với bối cảnh lịch sử, giai đoạn trước năm 1945, Việt Nam giành lại được độc lập từ Trung Quốc năm 1939. Hòa ước Thiên Tân năm 1885 và Công ước 1887. 1895 ký kết giữa nhà Thanh Trung Quốc và thực dân Pháp công nhận 750 km2 của Tổng Tụ Long ở Vân Nam cũng như Mũi Bắc Luân ở Quảng Đông là của Trung Quốc. Giai đoạn năm 1945 tới năm 1979, kể từ khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập năm 1945, biên giới Việt Trung trải qua một giai đoạn dài tương đối yên bình. Biên giới giữa hai nước là đường biên giới Pháp Thanh phân định năm 1887. Theo đó, trên tuyến biên giới có 333 cột mốc. Tuy nhiên, các cột mốc biên giới này không được coi sóc cẩn thận. Một số cột mốc bị thời gian làm hư hại hoặc bị dịch chuyển về phía Nam. Nhưng Việt Nam khi đó đang tập trung tâm trí vào cuộc chiến tranh Việt Nam và Trung Quốc. Nói với Việt Nam, biên giới không phải là vấn đề lớn. Hai bên có thể để về sau để giải quyết. Trong những năm 1970, tình hình thay đổi. Trung Quốc tỏ ý muốn giải quyết vấn đề biên giới theo hướng có lợi cho họ. Đây cũng là cách mà Trung Quốc dùng để thăm dò thái độ của Việt Nam với Trung Quốc trong tương quan với Liên Xô. Trung Quốc cho rằng nếu những bất đồng về vấn đề biên giới trên bộ cũng như chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được giải quyết thì uy tín và vị thế của Trung Quốc trong mối liên hệ tay ba Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô sẽ tăng lên và giảm thiểu khả năng Liên Xô sử dụng vấn đề tranh chấp lãnh thổ để lôi kéo Việt Nam và gây hiềm khích Việt Nam, Trung Quốc. Vì lẽ đó, Trung Quốc có lẽ đã bị bất ngờ khi Việt Nam từ chối đàm phán với Trung Quốc ở cấp cao để giải quyết mâu thuẫn lãnh thổ, lấy lý do là còn quá nhiều việc phải làm để giải phóng miền Nam. Theo Robert Ross, lý do của hành động này có lẽ là Việt Nam muốn trì hoãn đàm phán chờ khi vị thế của mình được nâng lên với sự ủng hộ từ Liên Xô để làm đối trọng với Trung Quốc. Tháng 1 năm 1974, Hải quân Trung Quốc đụng độ với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại quần đảo Hoàng Sa và chiếm đóng các đảo này. Tới đầu tháng 2 năm 1974, đến lượt Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đổ bộ và chiếm giữ 6 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Với sự kiện thứ nhất, các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên tiếng kêu gọi các bên liên quan tiến hành thương thảo. Nhưng im lặng khi sự kiện thứ hai xảy ra và như vậy thực tế đã ngấm ngầm ủng hộ nhà cầm quyền Việt Nam Cộng Hòa. Có thể nói như vậy, tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã âm ỉ diễn ra từ năm 1974. Tới sau năm 1975, tới lượt Việt Nam muốn đặt vấn đề đàm phán lại đường biên giới được phân định theo Hiệp định Pháp Thanh. Đặt vấn đề đường biên giới lịch sử với 15 vùng lãnh thổ nhỏ tại Vân Nam và Quảng Tây. Những đòi hỏi này khiến Trung Quốc bực tức, góp phần làm quan hệ hai nước trở nên xấu đi. Cho tới đầu năm 1978 đã có hàng trăm vụ xung đột vũ trang trên biên giới bị diễn ra với mật độ ngày càng cao. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc im lặng trước những vụ việc này. Trung Quốc tỏ ra bình tĩnh hơn Việt Nam. Dường như họ không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh quyền truyền thông giữa hai nước, không muốn căng thẳng lên cao. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 8 năm 1978, quan hệ giữa hai nước trở nên đặc biệt xấu. Cùng với cuộc khủng hoảng Hoa Kiều, vấn đề Campuchia, quan hệ Việt Nam-Liên Xô và các vụ tranh chấp biên giới, Trung Quốc không còn giữ thái độ kiềm chế và bắt đầu lớn tiếng đe dọa, buộc Hà Nội phải chấp thuận các yêu sách từ Trung Quốc. Trung Quốc bắt đầu tính đến khả năng dùng vũ lực để đối phó với Việt Nam. Ngày 3 tháng 11 năm 1978, Việt Nam ký kết Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị với Liên Xô. Ngay sau đó, Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc bắt đầu đăng các bài tố cáo Việt Nam tiến hành xâm phạm và khiêu khích trên biên giới với Trung Quốc. Về phần mình, Việt Nam cũng có những lý do chính đáng để tỏ ra không hài lòng với Trung Quốc. Việt Nam cho biết phía Trung Quốc thực hiện chính sách dịch chuyển các cột mốc biên giới tại rất nhiều điểm vào sâu trong nội địa Việt Nam, cũng như sử dụng lực lượng vũ trang hộ tống dân cư Trung Quốc lấn sang đất Việt Nam. Một trong những địa điểm tranh chấp quan trọng nhất là 300m đường sắt vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam từ điểm nối đường ray cho tới trạm kiểm soát biên giới gần Hữu Nghị Quan do công nhân Trung Quốc bảo dưỡng với sự chấp thuận của Việt Nam từ năm 1955. Phía Trung Quốc tố cáo Việt Nam lấn chiếm nơi này, còn Việt Nam tố cáo Trung Quốc lợi dụng lòng tin của Việt Nam đặt điểm nối đường ray vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam để lấn chiếm đất. Việt Nam cũng tố cáo Trung Quốc phá hủy cột mốc số 18 và dịch chuyển cột mốc số 0 vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam 100m. Giai đoạn từ năm 1979. Sau chiến tranh biên giới năm 1979, mặc dù tuyên bố rút quân, nhưng quân Trung Quốc vẫn chiếm đóng khoảng 60 km lãnh thổ biên giới có tranh chấp mà trước đó Việt Nam kiểm soát. Trong đó có 300m đường ray xe lửa giữa Hữu Nghị Quan và trạm kiểm soát biên giới Việt Nam. Trung Quốc cũng chiếm một số điểm cao chiến lược dọc biên giới Việt Nam nhằm làm bàn đạp cho các cuộc tấn công quân sự sau này.
Xung đột vũ trang vẫn liên tục xảy ra sau đó trên tuyến biên giới giữa hai nước trong suốt thập niên 1980. Kể từ nửa sau năm 1988, tình hình căng thẳng trên biên giới hai nước lắng xuống. Rồi tới cuối năm, các hoạt động buôn bán qua lại biên giới bắt đầu trở lại. Hai phía bắt đầu nối lại các hoạt động đàm phán về bình thường hóa quan hệ và giải quyết vấn đề biên giới. Quan hệ giữa hai nước đặc trưng bởi hình ảnh hữu hảo của các chuyến thăm cấp cao qua lại giữa hai nước diễn ra đồng thời với sự căng thẳng liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông. Cả hai bên tiếp tục tuyên bố khẳng định chủ quyền trên các vùng có tranh chấp. Trên bộ, sự kiện nghiêm trọng nhất là việc tháng 5 năm 1997, Trung Quốc cho xây dựng một bờ kè kéo dài 1 cây số tại khúc sông chảy qua Đồng Mô thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, đối diện với khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo Việt Nam, việc làm này là vi phạm thỏa ước tạm thời giữa hai nước phía, không thay đổi nguyên trạng hiện trường, gây hại đến hệ thống thủy lợi tưới tiêu cũng như làm xói lở đất bên bờ sông thuộc Việt Nam. Để đáp lại, tới tháng 9 cùng năm, Việt Nam cho xây một bờ kè đá để chống xói lở. Tới tháng 11, Trung Quốc cho lấp khúc sông biên giới và như vậy đã lấn vào lãnh thổ Việt Nam 2 hectare. Điều đang nói là các hoạt động trên diễn ra tại khu vực mà theo phía Việt Nam là biên giới xác định rõ ràng, tức trước đó không có tranh chấp. Năm 2000, tại vòng đàm phán thứ 11 về biên giới, vụ việc này được đặt ra nhưng không có thông tin cho biết liệu hai bên có đi đến giải pháp nào cho khu vực này. Những tin đồn quanh hiệp định. Từ đầu năm 1990, Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu tiến hành đàm phán về giải quyết vấn đề biên giới. Hai bên đạt được các thỏa thuận trên nguyên tắc năm 1993 để giải quyết các bất đồng, nhưng do sự thù địch giữa hai phía, do cuộc chiến tranh năm 1979 để lại, cộng với cả một thập kỷ xung đột biên giới, khiến cho mãi tới năm 1999, hai bên mới đạt được những thỏa thuận cuối cùng. Trong số những trở ngại cho việc ký kết hiệp định, cũng phải kể đến vấn đề tháo dỡ mìn trên biên giới và sự chống đối từ nội bộ của hai phía về việc nhượng bộ cho đối thủ cũ của mình. Việc hai nước ký kết bản hiệp định góp phần đóng lại một chương quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đánh dấu bởi sự thù địch và các cuộc xung đột vũ trang đẫm máu. Tuy nhiên, bản hiệp định này không đồng nghĩa với việc kết thúc các khó khăn trong việc xác định chính xác đường biên được hoạch định trên giấy tờ, cũng như căng thẳng tại một số vị trí cột mốc biên giới và vấn đề buôn lậu qua biên giới. Bản hiệp định này cộng với hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ làm dấy lên những lời đồn đại tại Việt Nam rằng theo như bản hiệp định này, đường biên giới mới khiến Trung Quốc giành được quyền sở hữu một số vùng lãnh thổ mà trước đó Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Sự giận dữ này không phải là không có lý, nhưng phải thừa nhận là Trung Quốc đã không áp đặt được tham vọng bành trướng của mình lên Việt Nam qua bản hiệp định. Theo như Carson, bản hiệp định là kết quả thỏa hiệp đến từ cả hai phía. Vấn đề lãnh thổ trên Biển Đông mới thực sự là vấn đề mà cả hai phía có sự bất đồng sâu sắc khó giải quyết. Trung Quốc qua việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ biên giới trên bộ thể hiện lập trường linh hoạt, giảm bớt vẻ hung hăng trong đàm phán với Việt Nam. Có những lời đồn rằng Việt Nam đã mất một số lãnh thổ trong cuộc chiến này. Sau khi hiệp định được ký, một số vấn đề vẫn gây tranh cãi vì chưa có thông tin chính thức và đầy đủ. Theo Lê Quý Trí Quang, một nhà hoạt động phản đối chính phủ Việt Nam, thì Việt Nam đã nhượng cho Trung Quốc 720 km2. Một bộ phận người Việt ở hải ngoại cũng cho rằng chính phủ Việt Nam đã nhường đất cho Trung Quốc và cần đòi lại bằng vũ lực hoặc bằng công pháp quốc tế. Theo một nguồn, thì khi tiến hành đặt một mốc nằm ở điểm cực đông biên giới, phía ta phát hiện ra rằng một số làng Việt Nam nay nằm ở phía bên kia biên giới Trung Quốc. Điều này dẫn tới sự chống đối rộng khắp từ cộng đồng Việt Nam hải ngoại và việc những nhà bất đồng chính kiến tích cực nhất trong nước bị bắt giữ. Cũng theo nguồn này, thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khi bản hiệp định được ký là Lê Khả Phiêu đã phải chịu chỉ trích nặng nề vì đã tỏ ra quá mềm mỏng với Trung Quốc trong kỳ đại hội đảng tháng 4 năm 2001 nên bị thay thế bởi Nông Đức Mạnh trong kỳ bầu cử đó. Theo Thayer, Lê Khả Phiêu bị một số người cáo buộc theo đuổi chính sách thân Trung Quốc, thậm chí ra chỉ thị nhượng bộ trong quá trình đàm phán biên giới trên Vịnh Bắc Bộ, dẫn đến Việt Nam có thể bị thiệt đến 3.200 hải lý vuông, khoảng 11 km2 lãnh hải. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Công Phụng, trưởng đoàn đàm phán chính phủ về biên giới, lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, thì những tin đồn kiểu này là không có căn cứ. Ông cho biết, tại thác Bản Dốc, Việt Nam chỉ có 1/3 thác, nhưng nhờ thương thuyết cho nên Trung Quốc nhượng bộ thành ra Việt Nam được 1/2 thác. Lê Công Phụng cũng cho rằng các tin chung quanh vấn đề nhượng đất, nhượng biển chỉ là các tin đồn vô căn cứ. Riêng vấn đề thác Bản Dốc trả lời câu hỏi cho Việt Nam đã nhượng 1/2 thác, ông Phụng trả lời rằng đó cũng chỉ là tin đồn không có căn cứ.
Những tư liệu và tin đồn đó nêu ra không phải là bộ phận của Công ước Pháp Thanh năm 1887 và Công ước Pháp Thanh năm 1895. Đây là hai văn bản pháp lý duy nhất về biên giới Việt Nam Trung được quốc tế công nhận và được Việt Nam và Trung Quốc đã lấy làm căn cứ pháp lý để đàm phán xác lập đường biên giới mới. Chính phủ Việt Nam luôn nhắc tới tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai đảng anh em mà giải quyết vấn đề biên giới và lãnh thổ bằng thương lượng ngoại giao, từng bước giải quyết trên tinh thần hữu nghị anh em. Ngày 19 tháng 6 năm 2000, Quốc hội Việt Nam đã công bố nghị quyết về hiệp ước biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 10, họp từ ngày 9 tháng 5 năm đến ngày 9 tháng 6. Theo Lê Công Phụng, trưởng đoàn đàm phán biên giới, thì quan điểm của Việt Nam và Trung Quốc là dựa trên hai công ước mà Pháp và nhà nước Thanh đã ký kết với nhau. Sau khi sát đường biên giới mà hai bên vẽ ra, Việt Nam vẽ đường biên giới của chúng ta, Trung Quốc đã vẽ đường biên giới của họ, và căn cứ theo bản đồ mà Pháp và nhà Thanh đã ký kết với nhau thì chỉ chênh lệch có 227 km². Trong suốt thời gian đàm phán từ năm 1994 đến năm 1999, hai bên chủ yếu tập trung để chia 227 km² này. Đây có thể coi là vùng trồng lấn trên bộ vì ta đòi quá sang bên kia và Trung Quốc đòi quá sang bên này. Tổng cộng sự khác biệt là 227 km². Kết quả đàm phán 227 km² này là 113 km² thuộc về Việt Nam và 114 km² thuộc về Trung Quốc. Vì vậy, có thể nói việc phân chia cơ bản là giống nhau, nên ý kiến cho rằng ta bán hoặc nhận đất cho Trung Quốc là hoàn toàn phi lý. Đường biên giới trên bản đồ chỉ là một nét bút chì hoặc một nét mực, nhưng khi ra thực địa, chỉnh to hoặc bé một chút là chênh nhau hàng chục mét. Vì vậy, việc phân giới một cách chính xác là việc làm hết sức khó khăn. Hai bên cùng phối hợp đi xác định điểm cắm mốc. Việc có mất đất hay không là phụ thuộc vào việc cắm mốc. Chỉ cắm mốc chệch đi vài trăm mét là mất nhiều đất lắm. Chúng tôi đang phải tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ đi làm việc này. Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói về quá trình đàm phán xác lập biên giới trên bộ giữa hai nước. Việt Nam và Trung Quốc đều phải tôn trọng lẫn nhau theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, có tính đến một giải pháp tổng thể, có đi có lại, chiếu cố đến sự quan tâm chính đáng của mỗi bên vì lợi ích dân cư. Ở khu vực cửa sông Bắc Luân, nơi mà Công ước Pháp Thanh năm 1887 và năm 1895 không mô tả đầy đủ rõ ràng, hai bên thống nhất đường biên đi từ điểm đầu phía Tây Bắc theo các đoạn thẳng đi đến điểm cuối phía Đông Nam của bãi Tục Lãng. Sau đó cắt qua bãi Rộng Cót rồi chui theo trung tuyến luồng chính tàu, thuyền đi lại được đến dưới điểm 62. Đường này được thể hiện trên ảnh. Theo thỏa thuận thì 3 phần tư bãi Tục Lãng và 1 phần 3 bãi Rộng Gót quy thuộc Việt Nam, còn 1 phần tư bãi Tục Lãng và 2 phần 3 bãi Rộng Gót quy thuộc Trung Quốc. Tại một số khu vực nhạy cảm khác như khu vực Hoành Mô, Quảng Ninh, hai nước thống nhất đường biên giới đi giữa ngầm Hoành Mô theo thực tế quản lý mà không đi theo dòng chảy tại cống thoát nước. Đối với khu vực dân cư tại Hà Giang, Lạng Sơn và khu nghĩa trang có mồ mả của nhân dân thì hai bên dựa trên cơ sở giảm tối đa tác động đến khu vực dân cư về đời sống, sản xuất, tâm linh để nhất trí điều chỉnh đường biên giới, đảm bảo cân bằng diện tích, giữ nguyên hiện trạng dân sinh. Tại Lạng Sơn, phía Việt Nam đồng ý điều chỉnh để Trung Quốc giữ lại 13 nóc nhà thuộc khu vực mốc 1103 đổi lại. Tại Cao Bằng, phía Trung Quốc đồng ý điều chỉnh để Việt Nam giữ nguyên trạng hầu hết đất canh tác và mồ mả của dân khu vực mốc 831, 830/1 đến mốc 835. Ở khu vực bản Ma Lì Sán của Việt Nam gồm 5 hộ 35 khẩu thuộc tỉnh Hà Giang. Mặc dù đường biên giới theo hoạch định cắt ngang qua bản này, nhưng theo đề nghị của Việt Nam, Trung Quốc đồng ý điều chỉnh để giữ nguyên bản này về phía Việt Nam, hoán đổi cho Trung Quốc khu vực khác có diện tích tương đương. Như vậy, không thể nói rằng Việt Nam đàm phán để mất đất cho Trung Quốc ở những nơi nếu căn cứ vào cơ sở pháp lý thì chưa hoàn toàn là đất của Việt Nam. Những khu vực có nhận thức khác nhau mà cả hai bên không thể bảo vệ được quan điểm của mình và không thể chứng minh được là đất của mình thì phải giải quyết theo những nguyên tắc mà hai bên có thể chấp nhận, phù hợp với nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế. Kết quả giải quyết đường biên giới tại các khu vực nhạy cảm là hoàn toàn công bằng, hợp lý, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế, tuân thủ các nguyên tắc mà hai bên đã thỏa thuận. Về kết quả hiệp định biên giới năm 1999 của Việt Nam và Trung Quốc, theo Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Dũng, đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, hai bên đã phân giới khoảng 1.400 km biên giới, cắm 1.971 cột mốc, trong đó có 1.549 cột mốc chính và 422 cột mốc phụ. Toàn bộ 38 chốt quân sự trên đường biên giới đã đều được bỏ dỡ bỏ.
Tại cửa khẩu hữu nghị quan, Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành cắm mốc 1117 trùng với vị trí mốc 19 cũ. Đường biên giới đi qua km số 0 mốc 19 cũ đến điểm cách điểm nối dây hiện tại là 148m. Một nhiệm vụ lớn của Việt Nam là khoảng cách 300m cuối tuyến đường sắt từ Đồng Đăng đến biên giới cũ đã phải cắt cho Trung Quốc. Khu vực cửa sông Bắc Luân năm 1888. Công ước năm 1887 giữa Pháp và Nhà Thanh lấy cửa sông làm đường biên giới. Tại khu vực thác Bản Dốc, theo quy định của Hiệp ước 1999, hai nước điều chỉnh đường biên giới đi qua cồn Pò Thoang. Qua dấu tích trạm thủy văn xây dựng những năm 1960, quy thuộc 1/4 cồn, 1/2 thác chính và toàn bộ thác cao cho Việt Nam. Tại cửa sông Bắc Luân, biên giới quy định 3/4 bãi Tục Lãm và 1/3 bãi Dậu Gót cho Việt Nam. 1/4 bãi Tục Lãm và 2/3 bãi Dậu Gót cho Trung Quốc và thiết lập khu giao thông đường thủy tự do cho nhân dân địa phương sử dụng luồng hai bên bãi Tục Lãm và Dậu Gót. Tại khu vực Hoành Mô, đường biên giới đi giữa ngầm như từ trước đến nay chứ không theo trung tuyến dòng chảy qua cống mới do Trung Quốc sử dụng xây dựng năm 1960. Khu vực Mồ Mả ở mốc 53, 54 cũ Cao Bằng được giữ lại cho người Việt Nam mặc dù hai bên có nhận thức khác nhau về quy định của Hiệp ước 1999 về biên giới khu vực này đi theo chân núi. Khu vực rừng hồi người dân Trung Quốc trồng gần biên giới Quảng Ninh được bảo lưu cho phía Trung Quốc. Theo Hiệp ước năm 1999, đường biên giới cắt ngang qua bản Ma Lì Xám gồm 5 hộ, 35 khẩu thuộc tỉnh Hà Giang và khu 13 nắp nhà của Trung Quốc gần Lạng Sơn, hai bên hoán đổi cho nhau trên cơ sở cân bằng diện tích, không xáo trộn đời sống của dân cư. Các vấn đề tranh chấp về Vịnh Bắc Bộ. Theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc thì toàn bộ Vịnh Bắc Bộ và vùng trồng lấn trước năm 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều thỏa thuận và đàm phán nhưng chưa đi vào giải quyết thực chất. Vào năm 2000, cuộc đàm phán về phân định Vịnh Bắc Bộ được đẩy mạnh với một dòng đàm phán cấp chính phủ, 3 cuộc gặp liên tiếp giữa hai trưởng đoàn cấp chính phủ và 8 vòng đàm phán cấp chuyên viên. Nhìn chung, Trung Quốc đòi hỏi chia đôi vịnh và dù thừa nhận rằng diện tích phần vịnh của Việt Nam có thể lớn hơn nhưng chênh lệch đó không đáng kể. Kết thúc đàm phán, Việt Nam nhận 53,23% diện tích Vịnh Bắc Bộ, trong khi Trung Quốc nhận 46,77% diện tích, chênh lệch là khoảng 8.205 km². Được phân định vịnh ở các đảo Bạch Long Vĩ 15 hải lý, đồng thời đảo Bạch Long Vĩ được khoảng 25% hiệu lực và đảo Cồn Cỏ được khoảng 50% hiệu lực. Các nguồn tin chính thống của Việt Nam tuyên bố hiệp định phân định này là công bằng khi tỷ lệ diện tích phần vịnh giữa Việt Nam và Trung Quốc là 1.135:1, gần về một số học là lớn hơn. Tỷ lệ đường bờ biển ven vịnh của mỗi nước, chiều dài bờ biển phía Việt Nam khoảng 763 km, còn phía Trung Quốc khoảng 695 km, tỷ lệ là 1.097:1. Hiệp định này gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi, đặc biệt là những người sống ngoài nước Việt Nam. Họ cho rằng công ước Pháp Thanh 1887 phân chia vịnh có lợi hơn cho Việt Nam nên hiệp định mới là sai và thiệt hại cho phía Việt Nam. Tuy nhiên, học giả Dương Danh Huy cho rằng công ước Pháp Thanh là bản đồ đính kèm, không nói rằng công ước đã phân định toàn bộ vùng biển trong Vịnh Bắc Bộ. Và vì khó có thể suy diễn rằng người ta phân chia cái người ta không cho rằng họ sở hữu, khó có thể cho rằng công ước này đã phân định toàn bộ vùng biển trong Vịnh Bắc Bộ. Vì vậy, phân định lại Vịnh Bắc Bộ là điều cần thiết. Như thế, qua video các bạn cũng đã hiểu được sự thật về vấn đề phân chia biên giới và cắm cột mốc đường biên giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1999 là dựa trên các yếu tố giấy tờ lịch sử có trước. Và các bạn cũng có những nhận định riêng cho bản thân mình qua video. Rất mong các bạn sau khi xem video có thể thể hiện quan điểm cá nhân dưới phần bình luận. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin hãy cho tôi một lượt thích, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để người thân các bạn cũng có những kiến thức này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.